Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh. Đêm 21 ngày 22 tháng 5 năm 2022. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2. Đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, có nơi mưa to, gió nam cấp 2. Đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2. Đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ C, độ ẩm trung bình trên 95%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Sau đây là dự báo thời tiết cho các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ C. Thành phố Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.